có mặt tại Futuring LAX. Hôm nay thì mình sẽ có chuyến bay vào lúc 10 giờ 45 đi Việt Nam. Bây giờ mình sẽ vào để mà gửi hành lý và sau đó sẽ lấy vé lên máy bay. Đây các bạn thấy đây là cái hàng dành cho những người đã check in online. Chỉ có một vài người. Còn bên đây là cái hàng bình thường. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu get line để mà bỏ hành lý. Vì mình đã check in online rồi nên mình không phải chờ trong cái hàng bình thường giống như bên kia. Đó, các bạn thấy không, có rất là đông người. Mới lấy xong vé và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào lên phía cổng kiểm tra an ninh ở phía trên lầu để mà đi vào cổng lên máy bay. Mình vừa mới kiểm tra hành lý xong thì ở đây tuy là đông người nhưng mà rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong cái cổng, cái chỗ đi vào trong sân bay. Đây là cái lối đi vào. Trong này nó có rất là nhiều những cái khu thương mại bán những cái đồ sang trọng rất là mắc tiền. Đây thì mình có thể mua những cái món đồ và được miễn thuế. Còn bên này thì cũng có, đây cũng có chỗ để cho người ta ngồi. Giờ mình sẽ đi tìm cái cổng của mình là 153. Sẽ đi qua hướng bên này. Ở sân bay LAX này thì là một sân bay lớn nhưng mà chưa phải là lớn nhất nước Mỹ. Hay mình biết thì nó chỉ là lớn nhất tiểu bang Cali thôi. Bây giờ mình sẽ vào đây để mà coi một số cái món hàng xem thử giá ở đây như thế nào. Các bạn xem đây là cái mền nè. Mền đây bao nhiêu tiền ta? Mền này là 17 đô. Cái gối cổ này là mền biết những cái giá. Không ghi giá. À đây. Cái gối cổ này cũng là 10... Ồ, không phải, cái đó là của giá mền. Nhưng mà mình nghĩ chắc cũng phải 30. Hôm nay có áo thun nè, 26 đô. Mấy cái nón như vậy. Nón này 30 đô các bạn. Nhậm nhí không? Đây thì có mấy cái móc khóa nè. Cái như vậy là cái này là 8 đô. Bên này có bán những cái đồ điện tử, chạc pin này kia cho bạn nào quên đem, tai nghe. Bên này nó còn bán kẹo với lại là Starbucks. Ở đây thì nó ít bán đồ ăn hơn là những cái sân bay khác mình từng đi, như là những cái sân bay bên Hàn Quốc, bên Đài Loan hay là bên Trung Quốc. Thì những cái sân bay này thấy chỉ bán những cái đồ lưu niệm là nhiều. Ở bên đây còn có cái tiệm spa nữa. Trong này có làm nail với lại là có làm massage. Giá rất là mắc, không biết có ai làm ở đây không nữa. Hơn là nãy giờ mình đi sớm, tới đây sớm cho nên là có đi lộn và đi vòng vòng nhưng mà vẫn kịp thời gian. Hiện tại bây giờ thì cũng chỉ mới có 9 giờ 40 thôi. Là còn tới 1 tiếng nữa máy bay mới cất cánh. Thì cái cổng của mình thì nó sẽ nằm ở dưới kia thôi. Đây là phi công và tiếp viên hàng không của chuyến bay mình. Có cô kia là nữ nữa. Đây là hãng Hồng Kông Airlines nha các bạn. Thì vé mình mua là chỉ có 469 đô để bay về Việt Nam. Rất là rẻ, rẻ chưa từng thấy luôn. Thì mình mua cách đây là cũng tới cổng để lên máy bay rồi. Thì bây giờ mình còn tới 45 phút nữa thì mới tới giờ đi được lên máy bay.
ở đây thì sẽ có wifi free, nó sẽ gọi là LA Flex free wifi, và thấy không, mình sẽ bấm vào đây và nó sẽ dẫn bắt mình phải vào một cái trang web để mà đăng ký xài wifi free. Đây mình sẽ có cái mình có thể mua hoặc là mình sử dụng cái loại free thì mình có thể coi, nó sẽ bắt mình xem một số cái quảng cáo, xem xong quảng cáo thì mình mới được vào wifi free. Cái quảng cáo xong thì mình được free wifi trong vòng 45 phút, và mình chỉ cần bây giờ mình có thể sử dụng thoải mái 45 phút. Bây giờ thì mọi người đã bắt đầu xếp hàng để mà lên máy bay, nó rất là đông người. Chia làm 3 cái hàng thì mình sẽ đi tìm cái hàng nào mà nó tương ứng với lại cái số ghế của mình, rồi sau đó mình sẽ xếp hàng và đi lên. Thời gian cất cánh so với dự kiến là trễ hơn tới gần 1 tiếng. Bay này thì mình được phép một cái mền, và đây là cái thiết bị giải trí. Giờ mình có thể xem phim, có rất là nhiều những cái bộ phim mới. Đây, có những cái chương trình TV, như bạn nào muốn xem TV. Bạn là mua sắm thì có cái phần shopping hoặc là cái góc cho những đứa con nít, có phim con nít nè, phim màn hình. Ngoài ra đó thì cái màn hình cảm ứng này rất là mới, nó có cái cổng để mà cắm sạc điện thoại nữa. Mình có thể xem thông tin chuyến bay, mình có thể coi cái camera phía sau máy bay.
coi camera phía trước của máy bay. Cái mây mù không thấy gì hết. Phía dưới. Giờ mình sẽ check thử cái bàn ăn này như thế nào. Thường thường những cái hãng máy bay khác thì nó sẽ rớt cái bàn ăn xuống, nhưng mà cái này mình phải đẩy lên, mình phải đẩy nó lên vậy, xong rồi mình kéo xuống rồi mới đóng mở ra. Rớt lại. Người ta vừa mới cho mình một cái tai nghe. Cô tiếp viên hàng không đi vòng để phát tai nghe cho mọi người. Trên này có cái quạt, cái gì mà nó muốn điều chỉnh. Thì mình vừa mới được tặng một cái túi, như trong này có một đôi dớ. Có bàn chải đánh răng. Có đồ bình lỗ tai nè. Một cái bình mắt nữa. Này rất là chu đáo luôn các bạn, có bàn chải, kem đánh răng, bình mắt. Rồi có thêm cả một đôi dớ nữa. Mà giá thì chỉ có 400 mấy à, rất là tốt. Mình rất là thích. Chỗ chân cũng rất là rộng rãi nữa. Ok, bây giờ là bữa ăn đầu tiên ở trên cái chuyến bay này. Người ta phục vụ một lần vừa nước và đồ ăn. Thì ở đây mình có món thịt heo với lại là cơm. Này là cheese. Bạn. Này là một cái đồ như salad. Okay. Có trứng, có nấm. Heo và rau cải. Thì mình sang thử một miếng thôi. Thịt nó rất là khô, cũng như cơm nó cũng rất là khô. Trong là đoàn ở đây không có được ngon lắm. Những cái chuyến bay trước mình đi thì nó ngon hơn. Nhưng mà tuy nhiên là cái chuyến bay này giá nó rất là rẻ nên là cũng không có sao. Đây là gà với lại là trứng với lại là rau salad. Mình sang thử miếng gà. Nói chung mấy món này thì nó cũng không có ngon lắm. Nó chỉ là ăn tạm thời vậy thôi. Nó này rất là lạnh, nó xà lách rất là lạnh. Gà này là gà... gà ức, gà... nó cũng ướt, nó không có bị khô. Ăn cũng ok. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy và ăn hết cái đống này. Sẽ ngủ nhé. Yeah.
bay cũng được 5-6 tiếng gì rồi thì người ta bắt đầu cho mình cái bữa ăn phụ là không biết trong này là cái gì, nó còn rất là nóng. Ở đó xem thử. Này giống như là một cái burrito, mình không biết ở trong có cái gì, mình sẽ cắn thử một miếng. Ồ, nóng quá. Ở trong hình như là cái nhân khoai tây nghiền hay gì đó, người ta xay nhuyễn ra rồi, và có cả thịt và cả hành nữa, nếu mà nhân bánh bao gì đó, ăn rất là ngon. Ngoài rất là nóng, cái vỏ thì nó mềm. Còn 2 tiếng rưỡi nữa sẽ tới Hồng Kông và bây giờ mình sẽ được ăn bữa ăn thứ hai ở trong cái chuyến bay này. Và lần này thì mình chọn món châu Âu là gà và nấm cùng với lại là khoai tây. Ngoài ra thì sẽ có một phần trái cây, một miếng bánh mì và 2 cái bánh. Gà thì rất là bở và nó hơi khô. Khoai tây thì nó dẻo và mùi vị thì nó không có gì đặc trưng. Sốt này là cái sốt sốt nấm. Ngoài ra thì 2 cái món còn lại thì các bạn cũng có thể chọn là món là cơm kim chi, hoặc là mình ăn chay thì mình có thể chọn khẩu phần đồ chay. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục ăn hết cái phần này và còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa thì sẽ tới sân bay Hồng Kông. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần trái cây có dưa hấu, có dưa cái gì này không biết, mình ăn thử cái này. Cái này như chắc là dưa gang và có miếng cam, không biết có ngọt không. Cam khá ngọt. Này là dưa như là dưa lưới. Dưa lưới cũng khá là ngọt và giòn. Cái này cái gì mà không biết, mình ăn thử. Cũng là một loại dưa luôn, nó ăn cùng với mì dưa lưới. Ăn cái bằng trái cây này nó đỡ ngán hơn là ăn những cái thịt gà với lại khoai. Dưa hấu không có được ngọt lắm nhưng mà ăn cũng rất là mát miệng. Mới xuống sân bay Hồng Kông và bây giờ là 6:45, có khoảng 3 tiếng để tìm cái cổng để mà check in lên cái chuyến máy bay hai thì thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi thang máy xuống cổng E1 để mà lên cái chuyến máy bay tiếp theo, họ hàng ở bên kia. Xuống dưới này thì mình sẽ chờ tàu để mà chở mình tới cái cổng cổng chuyển tiếp là cổng E1 và E2, nó sẽ đi xuống cái hướng phía dưới kia. Đây, tất cả mọi người đang chờ tàu, còn 1 phút là tàu đang tới. Mình tới cái sân bay này cũng lần lần thứ ba nhưng mà như bây giờ người ta mới xây cái tàu này, hồi xưa thì không có cái này. Nguyên cái sân bay này là xây dựng ở giữa biển,
Hồi xưa thì Hồng Kông không có đủ đất để mà làm sân bay, cho nên người ta mới dựng một cái hòn đảo nhân tạo ở ngay giữa biển để mà làm sân bay như bây giờ. Rồi mình đã tới cái trạm cuối cùng của chuyến tàu, lên cổng B1, B2. Bây giờ sẽ đi lên lầu, có rất là đông người, chờ người ta đi lên hết rồi mình mới lên. Kia thang máy, nếu như bạn nào không muốn đi thang cuốn thì lại qua bên kia, nhưng mà bên đó thì đa số ưu tiên những người có em bé hoặc là những người đi xe lăn. Ở tầng trên của sân bay thì đây cũng có những cái tiệm bán đồ duty free và khu vực kiểm tra để mà chuyển tiếp của mình. Cổng E1 sẽ nằm bên này, đây là khu vực cho khách chờ để lên máy bay. Tại vì bây giờ còn sớm quá nên cái cổng nó cũng chưa có mở. Giờ mình sẽ đi vòng sân bay để xem thử ở đây có gì. Ở đây thì sẽ có free wifi, giờ các bạn nào muốn sử dụng wifi rất là nhanh. Phía bên đây là cổng để mà mình transfer lên cái chuyến bay tiếp theo. Tất cả những cái chuyến bay sẽ đi lên cái khu vực này. Nó sẽ có để cái bảng như thế này, nó sẽ có để cái bảng đó. Rồi thì mình tìm cái bảng này để mà đi vào kiểm tra an ninh thêm một lần nữa rồi sẽ lên chuyến tiếp theo. Đang tìm cái cửa lên máy bay nhưng mà không có thấy. Chắc có lẽ là tại vì bây giờ còn sớm quá nên nó chưa có hiển thị cái thông tin. Nên chắc mình sẽ kiếm chỗ nào đó ngồi rồi sau đó sẽ xem thử xung quanh đây có những cái gì. Trong này thì cũng không có thấy bán gì nhiều lắm, chỉ có một tiệm bán đồ ăn tại Starbucks, còn ngoài lại là những cái đồ như là đồ lên máy bay rồi mấy cái bánh kẹo thế này nhìn thèm. Mình sẽ tiếp tục đi xuống tới cuối sân bay để xem thử là ở đây còn cái gì nữa không. Đây là cuối cùng của khu vực này, chỉ có những cái cổng chờ và những cái ghế ngồi. Mới đi lên lầu, ở đi ngược ra phía bên ngoài và lên lầu. Ở đây thì có thêm nhiều những cái hàng quán bán những cái đồ lưu niệm và đồ ăn. Mình vừa mới kiểm tra thì biết là cái cổng để lên máy bay của mình là cổng 201, và cái sân bay này nó rất là lớn và nó rất là khó để tìm đường nếu như bạn không để ý tới những cái bảng hiệu xung quanh. Nếu như các bạn nào mà không biết cái cổng của mình ở đâu á, thì có thể tìm những cái máy giống như thế này và mình có một cái ô để mình scan cái vé của mình. Khi mà mình scan nó thì trên này nó sẽ cho mình biết là cái cổng của mình ở đâu. Cổng mình là 201 và mình cần phải đi tàu điện tới đó mất hết 11 phút. Mình sẽ đi tới trạm cuối cùng để lên tới cái cổng 201. Sân bay rất là lớn và có rất là nhiều cầu thang cũng như là rất là nhiều cổng khác nhau mà phải đi tàu điện nữa, cho nên là nếu mà mình lần đầu đi cái sân bay này thì nên cần ít nhất là 2 tiếng để mà quá cảnh. Những quầy thông tin như thế này thì có rất là nhiều ở trong sân bay. Có một cái dấu hỏi rất là lớn ở trên đó, nếu như bạn nào không biết đường thì có thể tới đây để hỏi thay vì là mình tự phải đi mò đường, thì đó chỉ là bị lạc. Đây để mà tới đây thì phải đi hai chuyến tàu điện ngầm và đi bộ lên rất là nhiều những cầu thang. Nãy giờ thì mình thấy ở đây người ta đi chạy trễ rất là nhiều, nhân viên sân bay phải đi vòng vòng để mà tìm những cái hành khách đó. Cho nên các bạn mà đi thì nhớ để cho mình ít nhất là 2 tiếng để có thể tìm được cái cổng lên máy bay của mình. Kia còn có chỗ để mình nằm ngủ nữa. Các bạn thấy
Thì mình vừa mới đá máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì bây giờ là 1 giờ sáng rồi, thì chuyến bay cũng dùng là bay đúng với lại lịch trình hết. Ok, bây giờ mình đã lấy hành lý xong rồi, bây giờ mình sẽ đi về và những ngày sau mình sẽ bắt đầu review những cái chỗ mình đi ăn. Hẹn gặp lại các bạn sau nhé.